Xin chào. Chào mừng bạn đến với Planet Yoga cùng tôi, Master Kaman. Hãy trải nghiệm sức mạnh của yoga thay đổi cuộc sống của bạn. Hãy ở đây với tôi. Xin chào. Xin chào. Chúng tôi đang đợi bạn. Hy vọng bạn đã hoàn toàn sẵn sàng. Bạn đã tập với tôi trong các tập trước. Nếu chưa, bạn đừng lo không tiếp tục được. Có thể bắt đầu ngay lúc này. Không bao giờ là quá trễ. Ok. Hãy nhớ là nước rất tốt cho bạn lúc khát và lúc khô cổ. Hãy uống một cách an toàn, đừng uống quá nhiều, chỉ vừa đủ để làm ẩm cổ của bạn. Tốt lắm, hãy chuẩn bị một cái khăn lông hoặc một cái mền, một tấm thảm lót. Không có lấy mền cũng được. Bắt đầu nhé. Lấy tấm khăn, chuẩn bị hít thở. Ngồi như vậy, ngồi chéo chân, thẳng lưng. Bắt đầu bằng việc hít thở. Hít thở đem lại năng lượng cho bạn, không phải thức ăn. Thức ăn đem lại bệnh tật. Và hít thở không chỉ tốt cho phổi, mà còn cho từng tế bào trong cơ thể bạn. Bạn hít càng nhiều không khí, thì các tế bào của bạn càng nhận được nhiều oxy. Do đó, hãy hít thở nhiều. Hít thở làm đẩy lùi tất cả sự căng thẳng trong tâm trí bạn. Ok, bắt đầu. Ngồi chéo chân thế này. Bài trước có chỉ đặt chân phải lên chân trái. Làm ngược lại cũng không khác biệt gì lắm. Ok, ngồi thật thẳng lưng. Nếu bạn không ngồi dậy được, cần cái ghế, ngồi trên ghế và tập kỹ thuật này. Chỉ nhớ một điều, lưng phải thẳng, ngồi thẳng lưng. Giờ thì hít thở, gọi là Kontrapasit. Quay đầu lại, đây cũng là bài tập cho cổ và hít thở. Nhưng tập trung ở đây, bụng hít vào, nhô ra, thở ra thì thụt vào. Ok, tay bạn cứ thả lỏng, không làm gì với tay cả. Tập trung cho cổ và hít thở. Được rồi, lưng thẳng. Và bây giờ quay đầu bạn qua phải. Hít và thở. Trở về ở giữa. Hít thở. Rồi quay sang trái. Hít vào. Thở ra. Quay về giữa. Hít vào. Thở ra. Quay qua phải. Hít vào. Thở ra. Quay về giữa, hít vào, thở ra. Quay qua phải, hít vào, thở ra. Quay về giữa, hít vào, thở ra. Quay qua trái, hít vào, thở ra. Quay về giữa. Tốt lắm, hít vào, thở ra. Tốt lắm, bạn thấy không? Ở đây có sự chuyển động, hít vào, thở ra. Tốt. Quay ra giữa. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Quay đầu hết cỡ. Hít vào, thở ra. Quay ra giữa. Hít vào, thở ra. Quay qua thêm nữa. Hít vào, thở ra. Thêm nữa, quay về giữa. Hít vào, thở ra. Bên trái, hít vào, thở ra. Quay về giữa. Hít vào, thư giãn. Bạn thấy không? Đây là bài tập hít thở rất tốt và tốt cho cổ của bạn. Bạn thực sự đưa năng lượng cơ thể trở về cân bằng. Quay qua, ra trước. Cố gắng đưa năng lượng trở về giữa. Bây giờ thở bằng cách thở cát. Khi bạn thấy mệt mỏi vào mỗi buổi chiều, không còn năng lượng, hãy thở bằng cách này. 3 đến 5 phút là đủ. Làm bằng cách nào? Hít vào bằng mũi phải, thở ra bằng mũi trái. Kỹ thuật này sẽ đem năng lượng lại cho bạn. Mũi trái tượng trưng cho mặt trời, mũi phải tượng trưng cho mặt trăng. Mặt trời và mặt trăng, trái là mặt trời, phải là mặt trăng.
hít vào bằng mũi phải, giơ tay phải bạn lên, ngược lại với tôi. Được rồi, nắm ba ngón tay lại như thế này, hai ngón còn lại dính vào. Có thể khó nhưng từ từ hãy dính nó với nhau. Bây giờ làm gì? Dùng hai ngón tay cuối chặn mũi trái lại. Đừng đặt tay vào trong mũi, để tay bên ngoài, ép chặt để không có không khí lưu thông. Ngồi thẳng lưng, giờ hít vào bằng mũi phải, hít vào. Giữ mũi phải bằng ngón cái. Giữ nguyên tay không đổi, thở ra. Tốt lắm, làm lại. Hít vào bằng mũi phải, chặn mũi phải lại, thở ra bằng mũi trái. Tôi muốn bạn nhắm mắt lại. Nhưng nếu bạn không hiểu thì cứ mở ra không sao cả. Nên làm động tác này bằng trái tim. Ok, hít vào mũi phải, chặn mũi phải lại, thở ra mũi trái. Tốt lắm. Ba lần nữa, hít vào mũi phải, sâu hơn, chặn mũi phải lại, thở ra mũi trái. Hai lần nữa, hít vào mũi phải, hít vào mũi phải, chặn mũi phải lại, thở ra mũi trái. Hít vào mũi phải, thở ra mũi trái. Thêm lần nữa, hít vào bằng mũi phải, chặn mũi phải lại, thở ra mũi trái, đặt tay xuống. Bạn hít thở cách này trong vòng 5 phút. Để bạn hiểu rõ hơn, tôi làm lại lần nữa. Giơ tay phải lên trước mặt, đem lại nguồn năng lượng của mặt trời. Nhấn hai ngón tay cuối ở mũi trái. Tốt, bạn thấy không? Đó là cách đúng. Đừng đặt tay vào trong mà đặt ở ngoài như thế này. Được rồi, bây giờ hít vào bằng mũi phải, chặn mũi phải như thế này, mũi trái thở ra, bỏ tay ra nhẹ nhàng. Lần nữa, hít vào bằng mũi phải, sâu hơn, dài hơn, thở ra bằng mũi trái. Tốt lắm. 5 lần nữa, hít vào bằng mũi phải, sâu hơn, thở ra. Đừng căng vai lên, cứ thư giãn đi. Hít vào bằng mũi phải, sâu hơn, thở ra bằng mũi trái. Đừng có nâng vai lên như thế này, thả nó xuống. Được rồi, 2 lần nữa, hít vào. Tốt, thở ra. Lần cuối, hít vào thật sâu, thở ra bằng mũi trái, đặt tay xuống. Bạn cảm thấy thế nào? Chắc chắn là bạn đã tỉnh táo rồi. Nhưng tôi muốn nói rằng, đừng thực hiện kỹ thuật này quá 5 phút, chỉ 5 phút thôi, và đừng làm nó quá nhanh. Người bị cao huyết áp không nên làm tới 5 phút, 3 phút là được rồi, hiểu chứ? Làm kỹ thuật này khi cảm thấy mệt mỏi, hãy ngồi xuống, hít thở. Giờ làm đến kỹ thuật thở khác. Bạn thở cách này khi làm việc, khi đang vội vã ở đây, ở kia. Có thể làm kỹ thuật này trong văn phòng, khi cảm thấy cực kỳ căng thẳng. Hầu hết những căng thẳng không phải ở trong đầu bạn, mà là ở đây, gọi là căng thẳng cảm xúc. Nó ở đó và tạo ra căng thẳng cho cả cơ thể. Cần loại bỏ nó. Đơn giản là thực hiện động tác này vào mọi lúc. Giờ làm sao? Hít vào thật sâu. Tôi muốn bạn nín thở, được không? Nín thở và mở miệng ra. Và khi thở ra tạo ra tiếng. Giờ thực hành. Ngồi thẳng lưng, nâng ngực lên khi hít thở. Hít vào, nhắm mắt lại.
giữ hơi thở trong ngực. Nhớ là vai hạ xuống, tay đặt lên chân. Thư giãn mặt, đừng căng cứng. 5 giây nữa. 4, 3, 2, thở ra, tạo ra tiếng như thế này. Lần nữa, hít vào, nâng ngực, tạo ra năng lượng. Nín thở 10 giây. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, mở miệng, thở ra. Làm lại, hít vào, nín thở, 10 giây, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, mở miệng, thở ra. Tốt lắm, hít vào, tiếp tục nâng ngực, nhưng vai thư giãn, mặt thư giãn, cơ thể thư giãn. Mỉm cười. 5 giây nữa, cơ thể thư giãn. Tâm trí của bạn trở về trung tâm. Mỉm cười. Thở ra. 5 giây nữa. Tâm trí của bạn trở về trung tâm. 5 lần nữa. Hít vào thật sâu, thở ra, nâng ngực. Cảm nhận hơi thở. 5 lần nữa. Giữ hơi thở mà không căng thẳng. Đừng căng thẳng. Giờ thở ra như thế. Thở bình thường. Tốt lắm. Hít vào thật sâu, nâng ngực lên, cao hơn nữa. Giữ hơi thở mà không căng thẳng, đừng căng thẳng. Giờ thở ra như thế. Cơ thể thư giãn. Mỉm cười. 5 giây nữa, tâm trí của bạn trở về trung tâm, thở ra. Lần cuối, hít sâu vào, nâng ngực lên. Giữ như thế, tập trung vào nữa. Bạn hãy cố gắng nín thở. Tốt lắm. Và thở ra. Tốt lắm. Thở bình thường. Tôi sẽ trở lại ngay. Xin chào. Chào mừng đã trở lại. Đã rất nhiều lần bạn tập thở trong yoga, hiệu quả đã được kiểm chứng. Khi thở đúng cách, đừng bối rối với nhiều kỹ thuật khác nhau. Khi bạn học nhiều cái khác, khi không có thầy giáo hoặc ở nơi khác, không có gì sai cả. Mọi thứ đều hoàn hảo. Miễn là bạn có thể thực hiện được, hãy thử nó. Động tác thở này rất tốt cho sức khỏe. Bây giờ là bài tập nhỏ, xóa bỏ căng thẳng. Nâng vai khi hít vào. Nâng lên. Hạ xuống. Làm 4 lần. Lên. Xuống. 3. Lên. Xuống. 2. Cao hơn. Xuống. Lần nữa. Lên. Xuống. Bây giờ xoay. Lên. Ra sau. Lên, ra sao. Hít vào khi nâng lên, thở ra khi hạ xuống. Hai lần nữa. Lên, xuống. Một lần nữa. Lên, xuống. Làm từ sau ra trước. Lên, xuống. Bốn lần nữa. Hít vào, thở ra, xuống. Hít vào, thở ra. Tốt. Hai lần nữa. Lên, và lên một lần nữa. Lên. Khi làm việc trong thời gian dài, hãy ngồi xuống rời bỏ chiếc máy vi tính như thế này. Sẽ xóa bỏ căng thẳng ngay lập tức. Làm ngay sẽ tốt hơn là về nhà mới làm. Vì bạn đã quá mệt và căng thẳng, nhanh chóng xóa bỏ cảm giác này bằng kỹ thuật này. Động tác yoga ở đây có thể thực hiện khi bạn đang làm việc, đang đi bộ, rất tuyệt. Hướng mặt về hướng này, ngồi như thế này. Bài tập này xóa bỏ sự căng cứng của cột sống, gọi là Bunnoman. Bun có nghĩa là trái đất.
duỗi người ra phía trước, đặt tay qua phía bên trái, đặt đầu xuống. Hãy coi chừng những vật khác trúng đầu của bạn, rồi thẳng dậy. Giờ sang phải. Lần nữa. Lần nữa, phía trước. Hít thở khi ngồi dậy, thở ra khi ngã xuống. Tốt. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào. Bạn có thể nghe tiếng rắc rắc. Ngồi dậy, hít vào, thở ra. Giữ yên đó một chút. Phải chắc cơ thể bạn không bị nâng lên. Cố gắng thấp hết mức đi. Tốt lắm. Thở. Làm lại. Trước, hít vào. Thở ra hướng này. Chạm đầu. Bạn nhìn này. Đừng để cơ thể như vậy. Cố gắng hướng ra trước. Giữ đó. Làm lại. Hít vào. Thở ra. Lần nữa. Cố gắng hơn nữa. Dặn người. Thẳng lưng. Bạn có biết cô ấy làm bao nhiêu lần rồi không? Hàng trăm lần. Cuộc sống của bạn sẽ rất tự do và dẻo dai. Từ từ lên. Thả lỏng. Duỗi chân. Ngửa ra sau. Đầu ra sau. Hít thở. Trở về trung tâm. Hít thở. Hít vào nhô ra. Không chỉ lúc bạn tập yoga, khi nào bạn làm việc, đi bộ, đứng, suy nghĩ, hãy trở về phần trung tâm. Cảm nhận sức mạnh trung tâm. Tốt. Từ từ nhìn ra trước. Làm chân phải trước. Bài tập này cho khớp mắt cá. Nắm bọc lấy nó. Tôi chỉ cho. Để ngón tay bạn như thế này. Vào trong như vậy. Thấy không? Dễ thương quá. Cảm nhận và xoa bóp cho nó. Rất dễ chịu. Nắm thật chặt. Đặt tay xuống sàn. Xoay nó thành hình tròn. 1, 2, 3, 4, 5. Và bây giờ hướng lên. 5 lên. Xuống. 4. 3. Tốt. Bạn thấy không? Nắm chặt sẽ tạo ra xoa bóp dễ chịu cho khu thần kinh ở đây. Lần nữa. To hơn. Rộng hơn. Tốt. Giờ tôi chỉ bạn một kỹ thuật gọi là nôi của chân. Giống cái nôi. Chân bạn đặt thế này. Đông đưa nó thế này. Thấy không? Kéo sát vào gần tim bạn như đang ẵm em bé. Thật sát. Nắm ngón cái như thế này. Chặt vào. Đông đưa thấy không? Hãy chuyển động nó. Rất tốt cho khớp của bạn. Và cũng nên chăm sóc móng chân của bạn và chân của bạn. Tôi có một cái chân to để quan tâm tới. Bạn càng yêu thương nó sẽ là của bạn. Dài hơn. Tốt lắm. Cố gắng sát hơn. Lưng thẳng. 5 giây. 4, 3, 2. Thả lỏng. Thư giãn lưng bạn. Ngửa ra sau. Hít thở 2 lần. Lần nữa. Tốt. Giờ làm với chân kia. Bạn có tới 2 em bé. Đưa chân trái lên như vậy. Mạnh hơn. Thẳng người. Đừng ngã ra thế này. Bắt đầu đông đưa. Im lặng. Di chuyển nó. Bạn càng chăm sóc tới chân bạn, chân sẽ chăm sóc ngược lại cho bạn. Có nghĩa là không phải là bạn ôm chân nữa, mà chân sẽ đỡ cơ thể bạn suốt cuộc đời. Do đó, bạn nên rèn luyện cho chân khỏe và dẻo dai. Tốt lắm. Giờ mạnh hơn nữa. Sát hơn.
đưa em bé tới gần mặt bạn, tim bạn. Thêm nữa, tốt lắm, 5 giây, 4, 3, cao hơn, thả lỏng. Làm lại, ngồi ngửa ra sau, thở 2 lần. Từ từ ngẩng đầu lên lại. Kế tiếp là động tác tốt cho tuyến tụy. Đưa chân phải đặt qua chân trái như thế này. Một số người làm được, một số khác thì không. Có thể vì chân to, nhưng hãy yêu nó, đừng ghét nó. Nếu không làm được, bạn có thể để chân ở đây, dùng tay ngược lại ôm như thế này. Ôm thật chặt. Quay ra sau. Quay ra sau. Mở vai rộng hơn. Tốt. Giữ yên đó, hít thở. Đây không chỉ là bài tập giãn người. Rất nhiều người nghĩ rằng yoga là kéo căng người. Hãy nghĩ sâu hơn. Yoga không chỉ kéo căng người mà cho tinh thần của bạn, các bộ phận trong cơ thể bạn. Quay chút nữa. Hít thở. Mở vai rộng ra, bạn sẽ thấy từng tế bào như mở rộng ra. Cảm nhận sức căng của bụng. Tạo nên sự massage cho phần dưới bao tử là tuyến tụy, nơi kiểm soát lượng đường của cơ thể. Hít thở 2 lần. Giờ nhìn về phía trước. Thả lỏng. Tốt lắm. Đó là bài tập duỗi người dễ chịu. Nhớ rằng đừng nâng người lên. Giờ làm phía này. Lấy chân trái đưa qua chân phải. Nếu khó quá thì để như thế này cũng được. Bỏ nó ra. Ôm vào. Ngồi cao lên. Lưng thật thẳng. Mở vai. Tốt. Bạn sẽ thấy dễ hơn khi thử thế này. Để tay này qua đây. Thấy không? Ôm lấy chân này nếu có thể. Nếu không ôm được bàn chân thì ôm bắp chân cũng được. Mở rộng vai. Nhìn ra sau. Bạn sẽ làm gì với tư thế này? Thư giãn và hít thở. Chào đó. Đừng nhấc người lên. Hạ người. Hít thở. Thêm nữa đi. Tốt lắm. 3 lần nữa. Nếu khó quá làm thế này cũng được. Được rồi, 2 lần nữa. Từ từ nhìn ra trước. Thả lỏng. Làm lại. Ngồi ngửa ra và hít thở. 1 2 3 Từ từ nhìn lên. Giờ mở rộng hai đầu gối ra. Làm tư thế con rùa. Rất tốt cho lưng của bạn. Nắm bàn chân. Hít vào. Thở ra. Đưa đầu cúi chạm gót. Giữ đó để hít thở. Tư thế này tốt cho những người có xương bị lệch. Một kỹ thuật tuyệt vời. Giữ yên hít thở 2 lần nữa. Từ từ nâng đầu lên, thả lỏng. Giờ cong đầu gối lên như thế này. Tay đặt ra sau. Ngón tay từ từ hướng về phía bàn chân. Khá khó đó. Nếu bạn thấy đau, để tay như thế này, chĩa ra ngoài. Bây giờ nâng lên. Nâng người lên cao. Và từ từ hạ xuống. Hạ xuống lần nữa. Hít vào. Thêm nữa. Nữa. Xuống. Tốt lắm. Lên. Cao hơn.
và xuống. Tiếp tục vài lần nữa. Tôi sẽ trở lại ngay. Tôi yêu các bạn. Bạn lại tiếp tục theo dõi chứ? Nên tôi đã vào sẵn tư thế. Cảm ơn rất nhiều. Bây giờ tiếp tục. Chúng ta không làm tiếp bên kia mà massage trước. Cảm nhận sự cân bằng. Co chân lên thế này. Bốn ngón tay xen vào các kẽ ngón chân và nắm chặt lại. Tốt. Tay đặt trên sàn. Hoặc bạn giữ đầu gối. Giờ xoay nó. Một. Lớn hơn. Hai. Ba. Bốn. Năm. Đảo chiều. Một. Hai. Có một lời khuyên rất hay dành cho phái nữ. Các bạn thường mang giày cao gót. Xương bắt cá sẽ phải uốn cong thế này. Khớp sẽ không tốt vì chịu sức căng từ gót. Cứ tiếp tục làm nhé. Vậy điều gì xảy ra? Nhìn xem khi bạn bước đi như thế này, sức căng kéo từ khớp lên tới lưng, khiến lưng cũng chịu đựng chung luôn. Nhưng bạn thích mang giày cao, cũng tốt thôi. Nhưng nên tập động tác này. Bỏ giày ra, massage ngón chân để củng cố hình dạng nguyên thủy của nó. Tốt. Giờ thư giãn. Hít thở hai lần. Nhớ là lúc nào cũng tập trung về vùng trung tâm. Điều này rất quan trọng. Vùng trung tâm là gì? Là hơi thở của bạn. Lần nữa tốt lắm. Từ từ ngẩng đầu lên. Ngồi dậy. Quỳ lên. Ngồi vào tư thế kim cương. Ngồi thẳng mở rộng vai. Đặt các ngón tay qua khỏi đầu như thế này. Lòng bàn tay ngửa lên. Duỗi cánh tay hướng lên phía trần nhà. Bắp tay dính với lỗ tai. Thẳng lưng. Một số người có vai căng cứng. Có thể vai sẽ như thế này. Hướng nó lên trên. Lưng thật thẳng. Giãn xương sống ra. Lòng bàn tay tì xuống các ngón tay. Căng ra. Dài hơn. Giữ như thế này và hít thở 4 lần. Nâng các cơ lên. À không, hạ xuống. Tốt. Và dương dài ra nữa như đang muốn chạm tới trần nhà. Tốt, cứ như thế. Bạn có thấy Phật Di Lặc không? Tay như thế này. Đúng rồi. Giờ đưa tay xuống đầu. Như thế này. Nâng lên lại. Lưng thật thẳng. Không không, thẳng nữa. Đúng rồi, thẳng lên. Bắp tay đưa lên. Tôi có thể nhìn thấy bạn làm đấy. Cao thêm chút nữa. 5 giây nữa. Hít thở thật sâu. Bạn thấy thế nào? Tốt. Tôi nói bạn nghe. Hãy mở rộng cơ thể. Vai sẽ nhận được sức căng. Như thế này không tốt. Mở rộng ra. Thật thẳng lưng. Cánh tay hướng ra sau. Hít thở 2 lần nữa. Lần nữa. Lưng thật thẳng và thả lỏng. Giờ tôi muốn qua tư thế đứa trẻ. Đây là tư thế đứa trẻ. Tay hạ xuống, cẳng tay cũng vậy. Đầu chạm sàn. Làm lại tư thế đứa trẻ. Chúng ta nâng cơ thể lên chút như vậy. Tốt lắm. Đẩy tay như vậy. Để lùi xuống. Ngồi hoàn toàn xuống. Được chứ? Hít thở 2 lần. Từ từ ngẩng đầu lên. Nâng người tiến về phía trước. Ngón tay tì lòng bàn tay xuống sàn. Tạo khoảng cách. Đừng để tay gần quá như vậy. Tạo một khoảng cách. Hai đầu gối cũng đừng quá gần. Mở gối ra. Giờ giãn người như tư thế mèo. Chúng ta có nhiều loại mèo. Ấn Độ, Mỹ, Pháp, Trung Quốc.
Hôm nay chúng ta làm thực hiện tư thế mèo Ấn Độ. Như thế nào? Bắt đầu nha. Hít vào, nâng cằm lên. Đốt sóng thứ 10 muốn hướng lên. Hãy tưởng tượng như vậy. Giờ thở ra, cuộn lưng lại. Hít vào. Đốt sóng thứ 10 hướng lên. Bài tập này rất đơn giản, hãy thực hiện nó. Giờ thở ra, cuộn lưng lại. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Tôi thích động tác này quá, nó rất tốt. Thở ra, cong người lại. Tưởng tượng bạn cong người lại, như mở mọi thứ bên trong ra. Hít vào. Nâng lên, tưởng tượng bạn nâng đốt sóng thứ 10 lên, cầm ngước lên. Giờ thở ra, cong người, cao hơn, cao hơn, cao hơn. Làm lại nào, hít vào. Và thở ra. Tôi muốn các bạn ở lại với tôi, đừng đi đâu cả. Hít vào. Khi bạn thực hiện ở nhà, tôi biết bạn đang xem, nhưng vấn đề là để mọi lời nói sang một bên. Thở ra. Ở lại đây, làm với tôi trong một giờ này và trải nghiệm lợi ích mà nó mang lại. Hít vào, tốt. Tay thẳng, thở ra, hai lần nữa. Hít vào, nâng thật cao lên và thở ra. Lần cuối, hít vào, giữ ở đây. Nín thở sẽ tạo ra sức nóng. Tôi có thể thấy tay cô ấy ấm lên. Giờ thở ra. Trở về tư thế đứa trẻ. Hạ người xuống. Trong tư thế đứa trẻ, đừng nghĩ đến tư thế, hãy nghĩ đến đứa trẻ. Rất thư giãn. Cởi bỏ tất cả mọi thứ, không căng thẳng, không lo lắng, không còn công việc. Từ từ ngồi lên lại. Lần này chúng ta thực hiện đứa trẻ. Rồi từ tư thế mèo, nhấc người lên như thế này và nâng chân trái lên cao. Được chứ? Trở lại tư thế đứa trẻ. Bắt đầu. Hạ xuống tư thế đứa trẻ. Hít vào. Đầu đưa lên. Cố gắng nâng thẳng chân. Cao lên nữa. Wow, bạn thấy không? Đúng rồi. Tina là một vũ công. Đó là lý do chân tự động giơ lên thật cao. Giờ trở lại tư thế đứa trẻ. Làm lại. Lần này tới chân phải. Bạn càng làm, bạn càng cảm thấy tuyệt vời với cơ thể của bạn. Hãy nhìn thái độ của họ. Tôi cũng muốn các bạn được như thế. Bạn sẽ cảm thấy rất tuyệt. Hạ xuống lại. Lần nữa. Hít vào, nâng người lên. Chân trái giơ lên thẳng, cao hơn. Thở ra. Tốt lắm, hít vào, nâng lên. Cao nữa, cao hơn nữa. Và thở ra. Chúng ta làm lần cuối. Hít vào, chân nâng lên. Giờ giữ yên đó trong 5 giây. Đùi bạn này rất tốt cho cơ thể và cho khớp xương. 4, 3, 2. Giờ hạ xuống. Đúng rồi, hít thở, nâng lên. Giờ cao hơn nữa, cứng hơn nữa. Giờ yên đó, cao hơn 5 giây. 5, 4, 3, 2, cao hơn. Và trở về tư thế đứa trẻ. Rất tuyệt. Nào, từ từ ngồi dậy. Nhìn tôi đây. Giờ ta làm tư thế dùng đùi mở hông ra. Hông xoay các xương trong cơ thể bạn ở tuổi của bạn. Và có rất nhiều cơ ở đây, cũng như những phần khác trên cơ thể. Bạn nên học cách mở rộng chúng ra. Làm thế này. Từ đây, đưa chân phải lên giống như vậy. Hông hạ xuống. Tay đặt trên đầu gối. Ngồi cao lên. Mở rộng ra. Không phải như thế này. Đẩy hông về phía trước. Thấp xuống như bạn muốn chạm mặt đất. Được chứ? Làm thôi. Từ đây, nâng người ra trước và để chân phải lên như vậy. Hạ hông xuống, cách xa ra.
tay đặt trên đầu gối, ngồi như thế này. Bạn có thể cảm nhận được sự giãn ra ở đây và hông thì mở ra. Tốt lắm. Trở lại tư thế ban đầu, vào tư thế đứa trẻ, giãn người thoải mái. Như vậy sẽ làm căng lưng, lần nữa ngẩng đầu lên, chồm ra trước, giờ tới chân này. Đôi khi bạn thấy chân bạn khá nặng, do đó tôi sẽ chỉ bạn một kỹ thuật khá hay, rất đơn giản. Nắm chặt lấy chân bạn, đẩy nó về phía trước. Được rồi, tay đặt lên gối, ngồi cao lên. Tốt lắm, hông hạ xuống. Bạn sẽ cảm nhận cảm giác giống khi làm với chân này. Cảm nhận được không? Nina, trở về tư thế đứa trẻ. Giữ yên đó. Tư thế này sẽ xóa bỏ sự căng cứng ở đây. Từ từ nhõm dậy, hướng ra phía trước, làm với chân phải. Hạ hông xuống. Tốt, mở rộng ngực. Tốt lắm. Và nghĩ như là bạn muốn chân bạn chúi xuống nữa. Tốt, từ từ trở lại. Làm lại tư thế đứa trẻ. Thật tuyệt. Từ từ nâng lên, đưa chân trái lên. Bạn cũng có thể nắm lấy chân và đẩy về phía trước. Đôi lúc chân bạn chỉ ở đây, không di chuyển ra trước. Vậy bạn làm sao? Nhích đi bằng các ngón chân như thế này. Hông hạ xuống. Tốt. Lưng cuối. Từ từ trở về tư thế cũ. Vào tư thế đứa trẻ. Từ từ ngẩng đầu lên, nâng người lên, đặt chân phải lên, ngồi như vậy. Tay để trên đầu gối, hạ hông xuống. Tốt, giữ như thế. Hít thở. Cứ giữ ở đó và thực hiện bài tập mở rộng ngực. Bạn thấy rất nhiều người cứng vùng này. Không tốt đâu. Ngực bạn phải mềm dẻo, linh hoạt. Bạn càng khiến nó mềm dẻo sẽ càng tốt cho phổi của bạn. Bây giờ nâng tay bạn lên từ hai bên người, qua khỏi đầu. Thấy không? Khi bạn nâng tay lên, bạn mở rộng ngực. Hai lòng bàn tay úp vào nhau. Đừng để cánh tay như vậy. Tốt, mở rộng ngực. Từ từ trở về tư thế đứa trẻ. Từ từ hạ tay xuống, rút chân lại. Rất tốt. Nào, từ từ nâng người lên. Chân trái. Giơ tay lên, hướng ra sau. Tôi biết bạn làm rất tốt. Tôi sẽ trở lại ngay. Xin chào. Tôi hy vọng các bạn thực hiện được động tác này và thấy rất dễ dàng. Làm với cơ thể bạn, không cần lo lắng. Cho cơ thể bạn thời gian để giãn ra và mở rộng. Giờ trở về tư thế đứa trẻ. Ở trong tư thế này, hít thở 2 lần. Hít thở thật sâu 2 lần. Trở về thành đứa trẻ lần nữa. Rất tuyệt. Bây giờ từ từ ngồi dậy. Hãy làm động tác massage cho vùng lưng. Bạn có thể làm bất cứ lúc nào nếu thấy lưng căng cứng. Bạn có thể làm lúc trước khi đi ngủ, ngồi trên giường, nằm ngửa ra, ôm choàng qua đầu gối, ôm bằng cả cánh tay. Nên làm hướng này, như thế này. Giờ ôm thật chặt vào, càng chặt càng tốt. Tốt lắm. Giờ lăn người và ngồi dậy. Tốt lắm. Cuộn người và lăn. Trở về ngồi dậy. Lăn và ngồi dậy. Bạn thấy không? Lăn và ngồi dậy. Bạn có thể làm trước khi đi ngủ. Nó rất tốt. Tác động lên xương sống của bạn, loại bỏ sự căng cứng.
Tập trước khi ngủ giúp bạn loại bỏ nó. Hai lần nữa. Lần nữa. Tốt lắm. Lần nữa. Lần nữa. Và thư giãn. Từ từ nằm xuống. Vào tư thế ngủ. Nhìn cổ bạn, vai bạn, cánh tay và hơi thở của bạn. Quan sát bụng của bạn. Khi hít vào, bụng phồng lên, rồi hạ xuống. Tốt. Làm hai lần nữa. Hít vào. Thở ra, lần nữa. Và thở ra. Từ từ mở mắt ra. Bạn có thể nhìn tôi. Cong chân trái lên. Ôm nó từ đằng sau lần nữa. Đặt tay dưới đầu gối. Giữ nó. Nâng đầu gối lên. Giữ đầu gối thẳng hết mức có thể. Giữ nó như thế. Cố giữ thẳng. Giờ nâng chân phải lên. Hít vào. Như thế. Khoảng cách này được rồi. Từ từ hạ xuống. Rất tốt. Giữ nó càng thẳng càng tốt. Làm lại. Hít vào. Thở ra. Tập động tác này phải kiểm tra xương sống thật thẳng trên sàn. Và thở ra. Rất tốt. Hít vào nâng lên. Thở ra hạ xuống. Tốt lắm. Hít vào nâng tới đây. Tốt. Thở ra hạ xuống. Hít vào nâng lên. Thở ra hạ xuống. Làm hai lần nữa. Hít vào nâng lên. Thở ra hạ xuống. Lần nữa. Hít vào nâng lên. Thở ra hạ xuống. Rất tốt. Để chân này hạ xuống. Kéo chân này xuống sát người càng nhiều càng tốt. Đúng rồi, sát hơn. Sát hơn nữa. Tốt. Giữ đó trong 10 giây. 9, 8. Thấy không? Bạn giãn xương đùi. Một nguyên nhân chính gây nên vấn đề cho lưng và vùng này. Đây là bắp đùi. Lưng là xương sống. Giờ thả lỏng. Hạ chân xuống. Tốt. Hít thở 2 lần. Bụng phồng lên. Hạ xuống. Lần nữa. Hạ xuống. Rất tốt. Giờ tới chân phải. Nắm lấy chân phải. Ôm phía dưới đầu gối. Giữ gối thẳng. Giữ ở đây. Chân trái nâng lên. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Tốt. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Tốt. Làm 5 lần nữa. Hít vào. Tốt. Thở ra. 4. Hít vào. Thở ra. 3. Hít vào. Thở ra. 2. Hít vào. Thở ra. Lần cuối nào. Hít vào. Thở ra. Giữ nó thế này. Kéo một chút về phía người bạn. Mặt bạn. Hôm nay chỉ cần tới mức này thôi. Rất tốt. Vậy là đủ rồi. Không cần xuống hơn nữa. Thêm chút nữa. 5 giây. 4. 3. 2. Gần thêm chút nữa. Buông ra. Thả lỏng. Trở lại tư thế cũ. Phải chắc chắn rằng cột sống thật thẳng. Dài hơn. Giờ hít thở. Thêm lần nữa. Bây giờ duỗi hai tay sang hai bên. Đặt trên sàn. Cả hai thật thẳng. Giờ nâng chân phải lên. Hít vào. Nghiêng về phía tay trái. Thở ra. Động tác này cho phần eo, đùi ngoài và sức mạnh của cánh tay. Hít vào, nhấc lên. Hạ xuống sàn. Giờ tới chân trái. Hít vào. Thở ra nghiêng về bên phải. Nhìn về hướng ngược lại. Tốt. Hít vào nâng lên. Hạ xuống. Nó tốt cho eo của bạn. Hít vào nâng chân trái lên. Nghiêng về bên trái. Nhìn về hướng ngược lại.
Nhìn giai bạn này, phải chất giai bạn hạ xuống, rồi hít vào, nâng lên, hạ xuống. Chân trái, hít vào, nâng lên, thở ra. Tôi muốn làm rõ thêm điều này. Khi chân bạn nâng lên, chỉ có cơ phần này nâng lên. Hít vào, nâng lên, đúng rồi, hạ xuống. Chân phải, hít vào, nâng lên. Khi hạ chân xuống, tập trung vào phần này, eo của bạn. Thở ra lần nữa, nâng lên, hít vào. Nâng lên, hạ xuống, tốt. Chân trái, hít vào, nâng lên. Thở ra, nhìn về phía ngược lại. Tuyệt lắm. Hít vào, nâng lên, hạ xuống. Lần cuối, chân phải, hít vào, nâng lên. Thở ra, nhìn về phía ngược lại. Hít vào, nâng lên, thở ra. Tuyệt lắm, lần cuối, chân trái, hít vào, nâng lên, thở ra, nhìn về phía ngược lại, hít vào, nâng lên, hạ xuống, giờ hít thở hai lần thật sâu, thư giãn. Bài tập rất tốt cho cột sống của bạn, thực hiện mỗi lúc, ngay cả khi bạn thấy phần đùi căng cứng, hãy luyện tập. Nào từ từ mở mắt ra, ôm đầu gối. Lăn người ngồi dậy. Rất tốt. Giờ ngồi lên như vậy. Tư thế kim cương. Tư thế này gọi là kim cương. Từ đây chúng ta qua tư thế mặt con bò. Chúng tôi gọi là Gomogasan. Giờ mình sẽ làm gì? Đặt chân phải như thế này trước. Từ từ ngồi vào chính giữa. Lấy chân này choàng qua như vậy. Ngồi ra sau một chút. Bạn thấy không? Đầu gối thẳng hàng khi chúng ta thực hiện động tác này. Ngồi cao lên. Lưng thật thẳng. Ngửa bàn chân lên. Tay phải choàn qua thế này. Khóa lại. Tay trái giữ tay phải hướng ra sau chút nữa. Rồi vòng tay ra sau. Rất tốt. Bạn thấy không? Lưng rất thẳng. Tôi muốn bạn giữ tư thế này. Hít thở. Đây gọi là Gomogasan. Gomo nghĩa là mặt con bò. Đây là mặt bò. Bạn thấy không? Đây là hai lỗ tai. Bạn làm cái này là sừng bò. Cứ giữ ở đó. Động tác này rất tốt cho phái nam. Tạo ra sức ép lớn. Cũng rất tốt cho phái nữ. Tốt, và làm như thế này. Được rồi, ngồi cao lên, lưng thật thẳng. Đôi khi nhiều người thấy khó để tay như vậy. Giờ giơ tay lên, sử dụng khăn. Từ từ tiến lên. Có điều này cho bạn. Dùng khăn nhỏ. Nhỏ hơn nữa. Và giữ ở đó. 5 giây. 4, 3, 2. Thả lỏng. Tốt lắm. Trở lại tư thế kim cương. Đổi chân. Đưa chân trái choàng sang. Ra sau một chút. Dùng tay để kéo nó gần hơn. Và đưa bạn ra chính giữa. Ngồi trên chân của bạn. Giơ tay trái lên. Giờ đưa tay phải ra sau. Khóa lại. Bạn thấy không? Bạn đã khóa tay khá sâu. Bạn càng làm, lưng càng thẳng. Và giữ thế này. Cao hơn. Khóa như thế rất tốt. Xóa bỏ sự căng cứng ở các khớp. Thêm nữa. 4 3 2 Thả lỏng. Rất tốt. Hôm nay, tôi muốn đem đến cho bạn một kỹ thuật. Là một món quà tuyệt vời cho phái nữ. Tư thế cá sấu. Nằm xuống lên bao tử. Hai chân dang ra. Hạ đầu gối xuống. Giữ bắp tay như vậy. Đầu gối xuống và lên. Thư giãn. Dài không như thế, thả dài xuống.
cúi đầu xuống tì lên cánh tay. Đừng làm, nhìn tôi trước. Đẩy bụng lên khỏi sàn. Thở ra, bụng đặt trên sàn. Được chứ? Cúi xuống. Nhớ rằng khi hít vào, bụng đối diện với sàn. Không nâng bụng lên như vậy. Bạn đẩy đối diện với sàn. Thở ra, lại đặt trên sàn. Thực hiện kỹ thuật này ít nhất là 10 phút. Nó rất tốt. Loại bỏ mỡ. Tốt cho niệu, tăng sức mạnh, nâng đỡ cơ thể. Tốt cho cả nam và nữ. Hãy để ở đây thật lâu nếu có thể. Xin chào. Càng nhiều thời gian với tôi mỗi ngày sẽ đem lại sự khác biệt rất lớn cho cuộc sống của bạn. Hãy ở đây với tôi. Xin chào.